Xin chào cả nhà một ngày mới thân yêu. Lại đến với kênh Siêu Hiền Vlog. Cả nhà ơi, mình mời cả nhà cùng ra khu vườn của mình để bẻ hủ hoa nha cả nhà. Hôm nay hủ hoa nó cũng có mấy trái nó cũng muốn chín nữa rồi cả nhà ơi, nên mình sẽ bẻ hủ hoa xuống xào ăn. Xin mời cả nhà cùng ra khu vườn với mình nha. Mình sẽ bẻ những trái hủ hoa mà nó già rồi, nó chín, nó trái rất là nhiều cả nhà. Trời có được mưa được 2 lần rồi, cho nên nó ra trái rất là nhiều và cũng là mau lớn lắm cả nhà ơi. Mình chỉ có 3 dây hủ hoa thôi mà hình như là nó cho mình trái ăn không kịp đó cả nhà. Cứ dài 3 ngày là mình sẽ có ăn được. Nên mình mời cả nhà cùng tham quan với mình cái khu vườn của mình luôn nha cả nhà. Thì mình hái từ nãy giờ cũng thấy hơi nhiều rồi nha cả nhà. Chắc là mình cũng sáng hơn không hái nữa. Để lần sau đi. Bây giờ nhiêu đây thì chắc mình nghĩ là mình cân cũng cả ký rồi đó cả nhà. Còn 2 trái hủ hoa chín này thì mình cũng sẽ không bỏ nha cả nhà, mình xào chung ăn luôn, tại vì cái này ở nhà mình trồng đó nè, cho nên mình biết nó chỉ mới chín thôi. Cái vườn trái, cái vườn rau của mình là đảm bảo là không có thuốc gì hết nha cả nhà, mình trồng rất là tự nhiên luôn, nhưng mà nó cho mình kết quả rất là đáng. Đây dưa gang của mình trái cũng nhiều lắm cả nhà ơi, coi nè dưa gang trái nó đeo lỏng thỏng luôn, có ăn suốt luôn đó cả nhà. Dưa gang mình trồng có trái ăn suốt, tại vì khi mình ăn xong cái hộp mình bỏ nó lên lại nữa đó cả nhà. Cả nhà thì mình đã thắng tép mỡ rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ xào thịt nha cả nhà. Thịt này mình có trụng qua nước sôi đó cả nhà. Rồi còn đây là mớ hủ hoa mình mới hái hồi nãy, bây giờ thì mình bắt đầu xào thôi cả nhà. Hủ hoa xào thịt ba rọi đó cả nhà. Hủ hoa nó có một trái nó mới chín rồi nè, nên mình cũng để ăn luôn nha. Chảo hủ hoa mình cũng đã xào xong rồi nè cả nhà. Bây giờ mình sẽ múc ra để làm cơm thôi. Xin mời cả nhà cùng vào dùng cơm với gia đình mình cả nhà ơi. Đây là chén nước tương yêu quý của mình, nó có tỏi và ớt. Còn đây là món hủ hoa xào thịt ba gọi. Mình đã làm xong rồi, hôm nay gia đình mình chỉ ăn cơm với bao nhiêu đây thôi. Mình xin mời cả nhà cùng dùng cơm với gia đình mình nha. Chúc cả nhà có một ngày mới bên gia đình có một bữa cơm thật là ngon miệng nha cả nhà. Chúc tất cả mọi người được bình an.